Ngon quá, ngon lắm, mới được ăn một cái bữa là chất lượng luôn á. Thank you. Không biết nhét ba cây vô dừa không, hy vọng là vô dừa nha mọi người. Ba cây vô dừa nha mọi người. Thấy nó hơi bị lỏng tổng ha, chắc 4 cây quá ha. 4 cây mọi người, ba cây thấy nó hơi bị lỏng nè. Chỉ có cây lớn, cây nhỏ nha. Cho nên mình nhét vô sao cho nó hơi vừa được. Thơm quá. À, thơm phức kết. Ăn thôi. Ngon quá. Trời ơi, dẻo. Ngon quá, ngon lắm, mới được ăn một cây bữa là chất lượng luôn á. Bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người.